你们好，我们今天学习的是不放在眼里，có nghĩa là không để vào trong mắt, không coi ra gì. Hãy nghe và nhắc lại. 不放在眼里，不放在眼里，不放在眼里。Đến lời của lãnh đạo anh ta còn không coi ra gì, anh ta còn cái gì không dám nữa. Lên lãnh đạo tới hoa, tha đâu bú phẳng dạy yên lì, tha hãy hiểu sớm mà bù cản đợ. Lén lĩnh tạo tơ hoa tha đâu bù phẳng dài yên lý tha hái yếu sân mơ bù cản tơ. Lên lãnh đạo 的话他都不放在眼里，他还有什么不敢的？连领导的话他都不放在眼里，他还有什么不敢的？